Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với clip tiêu diệt quỷ ở loa của mình ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ thử thách tiêu diệt quái vật đầu loa nha các bạn. Silent Head, đấy, Silent Hit, các bạn nhắm được. Đại loại nó là con quái vật đầu loa, nó có hai con loa trên đầu. Thì hiện tại là bây giờ quái vật đầu loa này nó đang tấn công cái cổng thành của mình. Và nhiệm vụ của mình ngày hôm nay nó chính là phải tiêu diệt những cái con quái vật này. Được rồi, ok, thì không hiểu tại sao nhưng các bạn quỷ ở loa này ngày hôm nay nó rất là hiền luôn nha các bạn. Nó rất là hiền luôn, nhưng nó không muốn ăn thịt mình sao ấy. Bọn này ngày hôm nay nó ăn chay rồi, nó không muốn ăn mặn rồi các bạn ạ. Ok, thì là bây giờ mình sẽ thử xuống xem tình hình nó có ăn thịt mình hay không. Nó rất là hiền luôn nha các bạn. Đấy, nói chung là bọn quỷ ở loa ngày hôm nay nó hiền vãi trưởng luôn đấy các bạn ạ. Mình không thể tin được rằng nó lại hiền như vậy. Ok. Hello, hello, cuối. Wow, thậm chí mình bắn nó luôn mà nó không làm gì mình luôn này các bạn ơi. Holy shit, vãi cả trưởng ạ. Quỷ ở loa ngày hôm nay hiền thế nhỉ. Ôi rồi, tôi xong rồi. Nghe họ rồi bạn ơi. Các bạn ơi, thì con quỷ ở loa này nó lên cơn dầu rồi các bạn ạ. Nó ăn thịt mình luôn rồi các bạn ơi. Có vẻ như là mình sử dụng vũ khí mình tỉa nó cho nên là nó khó chịu sao ấy. Nó ăn thịt mình luôn các bạn ạ. Vai trưởng thật. Ok các bạn, thì bây giờ trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng vũ khí để chúng ta tỉa lại nó nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào hệ thống vũ khí của mình đây. Mình sẽ tặng cho những con quỷ đầu loa này một màn pháo hoa chào mừng năm mới nhá. Đấy, chào mừng cuộc chiến bắt đầu đây. Bây giờ mình sẽ tặng cho con quỷ đầu loa một màn pháo hoa. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ bắn pháo hoa vào người con quỷ đầu loa này để xem á. Chúng ta sử dụng pháo hoa bắn nó có tèo hay không nha các bạn. Wow, đẹp chưa các bạn. Quỷ đầu loa này. Mình sẽ lôi con quỷ đầu loa ra đây. Wow, kinh chưa. Đấy. Nhưng mà hình như là pháo hoa này không thể làm sát thương của nó sao các bạn ạ. Bắn mãi nó cũng chẳng mất máu luôn ấy. Vừa đẹp chưa. Wow, pháo hoa này bắn buổi tối tuyệt đẹp luôn nha các bạn. Nhưng mà nó không tèo nữa. Úi, một con nữa đến rồi kìa bạn ơi. Như kiểu nó thấy pháo hoa của mình cho nên nó đến nó chung vui các bạn ạ. Pháo hoa nhiều quá chưa. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng vũ khí mình tiêu diệt nó đây. Wow, như vậy là hết pháo hoa nha các bạn. Ok, nói chung là chúng ta sử dụng những loại vũ khí thông thường như này thì rất khó để tiêu diệt được cái con quái vật này. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng đến vũ khí, đó chính là, các bạn biết là gì không? Đó chính là tên lửa nha các bạn. Ok, mình sẽ ngắm tên lửa này vào người của con quỷ đầu ấy, loa nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn này, nhiều chưa? Nó to chưa này? Nó rất là to luôn nha, con này nó cao khoảng độ tầm 20m nha các bạn. Ui, wow, holy shit các bạn, vãi cả trưởng à. Mình bắn nó phát cho nó tèo luôn nha các bạn. Đừng có đùa với cả vũ khí của mình. Nhưng mà mình chỉ có 3 quả tên lửa thôi nha các bạn. Mình sẽ tận dụng bắn nước con này nha. Wow. Vũ khí hủy diệt các bạn ơi. Có thể tiêu diệt được rất nhiều quỷ loa trong vòng một nốt nhạc luôn. Được rồi bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ còn một quả tên lửa thôi. Bây giờ mình sẽ tấn công con quái vật này. Yeah, hết đạn luôn rồi nha các bạn. Ok, hết đạn rồi. Tình hình là bây giờ như thế này này. Là bây giờ sự xuất hiện của những mấy cái con quỷ loa mà nó kiểu nó có cái màu khác lạ như này các bạn. Nó như kiểu cái quỷ loa biến dị các bạn ạ. Nó như kiểu biến dị ấy. Nó dị nhân vãi trưởng luôn ấy. Từ thường là quỷ loa nó chỉ có cái màu xám xám nâu rồi thôi. Nhưng mà bây giờ xuất hiện thêm vài con quỷ loa màu xanh xanh vàng vàng này. Mình không hiểu nó thuộc chủng loại gì luôn. Chết mẹ ơi, giời ơi. Vãi xoài. Như vậy con quái vật này nó bế lên ăn thịt các bạn ơi, nó xé xác mình rồi. Ok. Hay trong trường hợp con quỷ loa mà nó chăn sống ngay rồi thì chúng ta cho nó chết được bạn ạ. Chúng ta để cho nó tồn tại được. Cái thể loại chăn sống này là phải cho nó chết. Cho nó về tổ tiên nó luôn. Gặp cụ gặp kỵ của nó. Cho nó biết thế nào thần thông quảng đại. Chiu. Nói chung là bây giờ là mình hết vũ khí hiện đại rồi. Bây giờ mình chỉ còn mấy cái vũ khí thô sơ này thôi. Vũ khí thô sơ này không hiểu có tấn công nó hay không. Ôi giời, nó đuổi mình rồi. Chạy thôi. Ừ rồi. Các bạn ơi, mình chạy không kịp luôn nha các bạn. Nó chạy nhanh quá các bạn ạ. Mặc dù nó di chuyển như kiểu đi bộ luôn ấy, nhưng mà căn bản là chân nó dài quá các bạn ơi. Nhìn nó gầy gầy, nó dài dài cho nên nó đi nhanh lắm các bạn ạ. Wow, nhìn nó đứng sừng sững kìa. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng tên lửa. Nhưng mà lần này sẽ là tên lửa đất đối không nha các bạn. Được rồi, cái quả tên lửa đất đối không của mình nó nằm ở đâu ta? Holy shit, các bạn đợi mình tí, mình sẽ đây rồi. Bạn ơi, đây chính là khẩu tên lửa FGM-148 Javelin. Nó có 6 quả tên lửa và nó sẽ ngắm bắn con tên lửa. Và chúng ta sẽ đo được khoảng cách của một Silent Head. Đó chính là 73m. Pew! Một quả tên lửa nó xuất kích. Boom! Wow các bạn ơi.
bắn nó được có tí máu thôi bạn ơi. Mình sẽ tấn công tiếp nha. Boom, wow. Nói chung là cấu rỉa được tí máu thôi các bạn, không ăn thua các bạn ạ. Nói chung là con quỷ loa này nó có cái hệ thống phá giáp, nó có hệ thống giáp chặn súng, giáp để chặn được những quả bom nha bạn nhé, chặn được sát thương của bom ấy các bạn ạ. Cái lớp giáp của nó thì bằng da bằng thịt thôi, nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn các bạn ạ, nó rất là dày luôn đấy. Để mà tiêu diệt nó đâu phải không dễ đâu. Nói chung là mình đã xử lý 6 quả tên lửa và bây giờ có 5 quả tên lửa rồi, và bây giờ chỉ còn một quả nữa thôi. Và con quái vật này nó cũng phần tèo nha các bạn. Đấy, nói chung là mỗi lần nó cấu rỉa được tí máu thôi, bụi bay mù mịt luôn nha các bạn. Nói chung là khẩu tên lửa này cũng khá mạnh đấy, nhưng mà cũng không thể đủ sát thương để tiêu diệt con quái vật này. Bây giờ mình sẽ lấy vũ khí khác ra nha. Đây là tên lửa vác vai của mình nha các bạn. Chuẩn bị này, hết đạn luôn này. Trời, hết cả đạn luôn nha các bạn. Đây rồi, mình sẽ rút ra khẩu AK-47 Iron tấn công cái kiểu loa này. Wow, nó đứng sừng sững ở đây này, nó không kèo luôn nha các bạn nhé. Ok bạn, như vậy là có vẻ khẩu tên lửa con thua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng khẩu súng khác nha các bạn. Đây, đấy, bắn ra đạn màu xanh nha các bạn. Cái súng này không phải đạn bình thường đâu, nó không phải kiểu như là đạn nổ bình thường đâu, nó là đạn như kiểu đạn gì ta, đạn hạt nhân các bạn ạ. Nó sử dụng những cái đạn như kiểu các bạn nhìn ấy, cái viên xanh xanh kia nó như kiểu là mấy cái viên thiên thạch ấy các bạn ạ. Đấy, kinh không? Rồi, năng lượng từ thiên thạch nha các bạn. Nói chung là nó gần tèo rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác đây. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ sử dụng vũ khí khác. À đây rồi, khẩu canon thần công của mình đây rồi. Mình sẽ sử dụng khẩu canon này, mình tỉa vào người nó, bùm, xong. Quá đơn giản luôn. Một con vật đầu loa đã bị mình tiêu diệt. Và tiếp theo đến con này, ui con này đứng im này. Nói chung là mình không xử con đứng im vội, mình thích xử cho con nó di chuyển này hơn. Mình sẽ dọa nó nha các bạn, mình sẽ đùa với nó. Mình sẽ đùa nó để xem nó có đuổi theo mình được không đây. Đừng đuổi nó, đùa. Trời ơi, chạy, ui giời ơi. Lại đây cưng, lại đây cưng, nó bị kẹt các bạn ơi, nó bị kẹt rồi. Con vật đầu loa nó bị kẹt rồi. Bảy đi cưng, yeah, ok. Rồi, ok các bạn. Như vậy là hai phát thì mình cũng đã kết liễu con quái vật đầu loa rồi nha các bạn. Rồi, mình sẽ lưng người lên. Mình sẽ đùa với nó. Wow, bọn này như kiểu nó bị, người nó cao quá hay sao, nó đi nó ta bị kẹt thôi các bạn ơi. Với cả cái khu vực này, mình đặt rất là nhiều bẫy rồi, cho nên là để mà đuổi được mình cũng không phải đơn giản đâu. Vì nó rất là cao kêu. Ui rồi ôi. Vãi cả trưởng ạ. Ok, như vậy là cái con quỷ loa này mình đánh giá khá thấp nó, nhưng hóa ra nó kinh tởm quá bạn ơi. Nó đuổi mình nhanh phết. Tưởng nó bị mắc kẹt nhưng mà đâu ai ngờ nó lại nhanh nhẹn như vậy. Được rồi, ở đâu nhỉ? À đây. Rồi, nó định té các bạn ơi. Con này định chạy rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng tên lửa để tấn công nó nha. Wow, mạnh vãi trưởng các bạn ơi. Cái khẩu thần công này có thể tiêu diệt được quỷ đầu loa các bạn ạ. Ok, hình như hết quỷ đầu loa rồi sao ấy. Holy shit các bạn. Có cái âm thanh nhạc ở quanh đây các bạn ơi. Không biết là có cái quái gì đang ở quanh đây ấy. Holy shit. Wow. Holy shit các bạn ơi, quỷ gấu các bạn ơi, đây là chú hề ma quái. Ôi, đây là đây như là FNAF trong Fat D hay sao ấy. Đây là quỷ gấu các bạn. Wow, những con yêu tinh gấu. Những con yêu tinh này đang tấn công của mình. Wow. Wow các bạn ơi, sói kìa bạn ơi, sói già kìa các bạn ơi. Ôi vãi cả trưởng ạ, sói già kìa. Có cả con vẹt đứng ở trên vai kìa bạn ơi. Wow, như mới có vật này, biết nó có tấn công mình không nhỉ? Ôi, từ mình lô thử ra. Ui. Wow, lì xịt. Wow. My God. Lạy chúa. Wow, nó đánh mình các bạn ơi. Ui, không ổn rồi. Ui, rồi. Mình mà một lúc nữa thôi, mình sẽ bị choáng, mình sẽ ngất thôi các bạn ơi. Nó đánh mình liên tục. Wow. Nếu quỷ chúa này, từ từ leo lên trên này đã, leo lên trên này đã. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công với con quỷ chúa này bằng tên lửa nha các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tên lửa đây rồi. Ok các bạn. Rồi, ngắm bắn con quỷ chúa nào. Boom. Wow. Ok các bạn ơi, như vậy tên lửa này cũng cấu rỉa được khá nhiều máu đấy các bạn ạ. Mình sẽ tấn công thêm quả lửa. Ok, nó còn lửa máu thôi, cố lên anh em. Boom. Các bạn nhìn mấy cái con quỷ gấu này nhìn nó ngầu phết các bạn nhỉ. Đây như kiểu con chú hề các bạn ạ. Wow, nhìn nó cầm cái cưa kìa. À đấy là cái như kiểu là cái cặp răng các bạn ạ. Ui ôi, sắc nhọn vãi hàng luôn. Thế thì chúng ta phải tỉa nó thôi. Đấy. Wow, con kia bị mất một mắt các bạn ơi, nó còn chỉ có một mắt thôi. Pew!
Boom. Yeah. Như vậy là mình đã tiêu diệt thành công con Birap Barbie các bạn ơi. Tên của nó đấy các bạn ơi. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công con quỷ này tiếp theo. Wow, con này là con sói già nha các bạn nha. Con này nó như kiểu nó cướp biển vùng Caribe nhưng mà nó đánh đàn các bạn ạ. Chiu. À, đúng rồi. Mình có một phép thuật, đó chính là thu nhỏ được con quái vật này xuống. Rồi, mình đã thu nhỏ rồi nhưng mà nó không tấn công mình, nó khá là mềm tính. Lì xì các bạn. Các bạn thấy gì không? Khi mình đứng gần nó bắt đầu nó làm gì này? Nó chỉ trỏ cái gì các bạn này? Ôi, mình không hiểu luôn nha các bạn. Khi mình đứng gần nó làm cái quái gì mình này? Vãi trưởng thật. Con này dị nhân vãi. Ok bạn, thì bây giờ mình sẽ sử dụng vũ khí SM. Đây. Chém, đây thần công nha bạn nha. Đây là bắn vòng kim cô. Để xem con quái vật này nó có thể bị tiêu diệt hay không. Nói chung là bọn quái vật này nó cũng không hiền lành nữa các bạn nhé. Bạn vận động của nó thì các bạn luôn đấy. Wow, yeah. Nó gần tèo rồi nha các bạn. Chiu, chiu. Ui, cái gì đây, ui. Wow. Ui, ui các bạn ơi. Quỷ đầu đen nó thông đến rồi. Nó tiêu diệt hộ mình luôn rồi các bạn ơi. Vai cả trưởng à. Shit các bạn ơi. Wow, chúng ta lần đầu tiên gặp quỷ đầu đen nó thông. Ui, nó đá mình này. Ui, vai cả trưởng. Ui, kinh thật các bạn ơi. Cái con quỷ đầu đen nó thông này nó mạnh thật các bạn ạ. Nó đá mình phát nó bay hơn chặt mét luôn các bạn. Mạnh vã luôn. Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng tên lửa. À đâu, đây là cung thủ của chúng ta tấn công con quỷ đầu đen nó thông này nha các bạn. Ok. Pew. Dính trưởng của ta đi, con tay. Đầu hàng chưa? Đầu hàng chưa? Úi giời ơi, quỷ đầu đen nó thông. Úi giời ơi, nó bắn trưởng. Wow. Nó bắn ra trưởng lực màu đỏ, đó chính là cột đen nó thông màu đỏ nha các bạn. Đấy là đèn giao thông màu đỏ. Nó có một đèn giao thông màu đỏ, màu vàng, màu xanh như này. Các bạn thấy không? Mỗi lần nó chuyển đèn là nó sẽ bắn trưởng đấy các bạn ơi. Đừng có đùa với nó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng vũ khí kết liễu đây. Và mình sẽ tấn công cái con quỷ giao thông này bằng một đòn chí mạng. Bây giờ mình sẽ đứng ra đây và mình thu phục nó để xem nó có đầu hàng hay không. Nếu như nó đầu hàng thì mình sẽ gọi là mình sẽ nhận nó là đồ đệ tử nhá. Ủa, như vậy là con quái vật này nó không có thiện chí cho anh em ạ. Thế thì cho nó chết thôi các bạn. Thế thì cái thể loại này phải cho nó tèo thôi. Bây giờ mình sẽ tấn công nó nha các bạn. Chuẩn bị này, chúng ta sẽ ngắm vào đầu nó đây. Tấn công quỷ nó đéo thông. Pew. Yeah. Ok các bạn ơi. Như vậy là con quỷ nó đéo thông này nó bị mình tiêu diệt rồi các bạn ơi. Mình sẽ lên trên nhà đây. Không biết là còn quái vật nào nữa đây hay không nhỉ. Nếu mà còn quái vật ở đây thì mình sẽ tấn công nó luôn nha các bạn. Chung là mình cũng chả sợ cái con quái vật nào hết. Đấy. Mình sẽ tấn công nó bằng vũ khí hủy diệt luôn nha các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm những vũ khí hủy diệt rất là mạnh luôn. Ok, mình sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip lần sau để chúng ta tiếp tục chờ đón những vũ khí hủy diệt tiếp theo nha các bạn. Mình còn rất nhiều những vũ khí hủy diệt luôn. Chúng ta sẽ thử nghiệm sau màn clip tiếp theo nha. Và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn nút quả chuông để nhận video thông báo mới nhất của mình. Bye bye tất cả các bạn nha, bye bye.